Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 1 năm 2023, tức 29 tháng Chạp đến ngày mùng 3 Tết, miền Bắc sẽ chịu tác động của không khí lạnh. Nền nhiệt độ ở mức sấp xỉ so với trung bình nhiều năm, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Theo dự báo về tình hình thời tiết, thiên tai, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 có khả năng mưa xảy ra tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Trước Tết, miền Bắc có khả năng xảy ra rét đậm, sau đó trời duy trì ở ngưỡng rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nền nhiệt trên phạm vi toàn quốc phổ biến sắp xỉ so với trung bình nhiều năm. Trên Biển Đông chưa có dấu hiệu xuất hiện của bão áp thấp nhiệt đới. Miền Nam chiều cường xuất hiện đúng vào ngày 30 Tết Quý Mão. Cùng với không khí lạnh mưa, trung tâm cũng cảnh báo với các đợt xâm nhập mặn chiều cường dịp cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Theo đó, các đợt xâm nhập cao nhất ở cửa sông Cửu Long có khả năng tập trung trong tháng 2, tháng 3 năm 2023, các sông Vàm Cỏ cái lớn vào tháng 3, tháng 4 năm 2023. Từ nửa cuối tháng 1 năm 2023 đến tháng 3 năm 2023, tại khu vực ven biển Nam Bộ xuất hiện 5 đợt chiều cường. Đợt 1 từ 21 đến 26 tháng 1, đợt này chiều cường rơi đúng ngày 30 Tết nên có thể ảnh hưởng đến việc du xuân của người dân. Đợt 2 từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 2, đợt 3 từ 19 đến 24 tháng 2, đợt 4 từ ngày 9 đến 11 tháng 3, đợt 5 từ 20 đến 25 tháng 3. Độ cao mực nước tại trạm Hải Văn Vũng Tàu ở mức cao trên 4,1 mét. Về tình hình thời tiết khí hậu năm 2023, hiện tượng La Nina duy trì đến hết mùa xuân 2023 với xác suất là 50 đến 60%, sau đó xu hướng chuyển dần sang trạng thái trung tính vào những tháng mùa hè với xác suất khoảng 65 đến 75%. Những tháng cuối năm 2023, nhiệt độ mặt nước biển khu vực Nino 3.4 có xu hướng tăng dần, trạng thái ENSO có khả năng nghiêng về pha nóng. Năm 2023 dự báo có khoảng 11 đến 13 cơn bão áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển Đông, trong đó có 5 đến 6 cơn ảnh hưởng đến đất liền. Bên cạnh đó, dự báo nắng nóng ở mức nhiều hơn, gay gắt hơn 2022. Các đợt nắng nóng chủ yếu tập trung từ tháng 4 đến tháng 8 tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Tổng lượng mưa ở mức thấp hơn đến tương đương trung bình nhiều năm, chưa có dấu hiệu mưa lớn lịch sử. Tuy nhiên mưa lớn cục bộ xuất hiện nhiều trong các tháng mùa mưa. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, năm chuyển pha Enso, thời tiết khí hậu thường có những biến động mạnh trên phạm vi toàn quốc cũng như khu vực Biển Đông, nên đề phòng bão mạnh, hướng di chuyển phức tạp, mưa lớn cục bộ. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là trong các tháng chuyển mùa và trong kỳ mùa mưa bão 2023.